viên chức có những đặc điểm gì hiện nay theo quy định của pháp luật thì viên chức có những đặc điểm sau thứ nhất phải là công dân việt nam thứ hai về chế độ tuyển dụng viên chức phải là người thực hiện công việc theo vị trí việc làm vị trí việc làm được hiểu là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng vị trí việc làm có thể có một hoặc nhiều công việc có tính thường xuyên, liên tục để được tuyển dụng vào vị trí việc làm thì phải thông qua một trong hai phương thức tuyển dụng viên chức, thi tuyển hoặc xét tuyển. Thứ ba, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ tư, về thời gian làm việc. Thời gian làm việc được tính kể từ khi được nhận vào làm cho đến khi chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc đủ tuổi nghỉ hưu. Thứ năm, về chế độ lao động. Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập viên chức có những quyền gì trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật thì trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có những quyền sau được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ được bảo đảm trang bị thiết bị và các điều kiện làm việc được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái pháp luật được hưởng các quyền khác viên chức có được mở công ty không theo điểm B khoảng 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014, điểm B khoảng 1 điều 35 luật chống tham nhũng 2005, thì viên chức không được phép thành lập doanh nghiệp, nhưng có thể tham gia góp vốn ở từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể là Đối với công ty cổ phần, được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn, mà không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị, hay ban kiểm soát của doanh nghiệp đối với cthd chỉ có thể tham gia với tư cách lạ thành viên góp vốn không được tham gia với tư cách hợp danh chỉ với tư cách góp vốn thì họ mới không có khả năng quản lý doanh nghiệp lưu ý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn không thể tham gia góp vốn ở loại hình doanh nghiệp này vì loại hình doanh nghiệp này khi tham gia đồng nghĩa với việc có tư cách thành viên mà có tư cách thành viên là có vai trò quản lý công ty trên đây là các nội dung tư vấn viên chức có được mở công ty không trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hãy liên hệ phan lo việt nam theo thông tin sau đây